xin chào và rất vui được gặp lại các bác trên kênh youtube của đồng hồ quang lâm ngày hôm nay bên em có về một mẫu đồng hồ của grand seiko và sẽ trên tay chi tiết cùng các bác trong video này con này thì bên em có về cũng khá là nhiều lần rồi hôm nay em có một chiếc hàng lướt đẹp và sẽ cùng kiểm tra tình trạng với các bác về kèm thì nó vẫn có một cái đặc trưng quen thuộc là một cái hộp bảo quản của grand seiko và các cái giấy tờ sổ sách ở trong hộp như thế này Đó. trên này thì có tên gọi đầy đủ và chính xác của nó là Grand Seiko Evolution 9 Siracaba SLGH005 Con này là mặt bạch dương nhé Và nó là hàng lướt Thì chúng ta sẽ có đến cái thẻ bảo hành của nó Thì nó được bán ra vào 29 tháng 6 năm 2023 Là lệnh hòa 5, viết tắt là R5 Còn đây dưới này thì nó là serial number của chiếc này Thì em sẽ che đi vì nó là cái thông tin cá nhân của cái đồng hồ Đó. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái mắt thừa đầy đủ phụ kiện đi kèm Đây là một chiếc hàng siêu lướt và có đết là tháng 6 năm 2023 Với chiếc Syria K3 này nếu như mà ở thời điểm nó niêm yết thì nó đã có mức giá là khoảng 115 man Tương đương với khoảng 9,1 nghìn đô và nó tính ra cái giá thời điểm hiện tại thì nó khoảng hơn 200 triệu nếu tính giá đô thì nó là 225 triệu cho đến thời điểm hiện tại. Đó. Thì cái này em đang có một mức giá cực kỳ tốt và em sẽ thông tin cho các bác ở cuối video này. Đầu tiên thì em sẽ cùng các bác đi kiểm tra cái tình trạng của con này. Các bác có thể thấy là đến tháng 6 này. Đồng hồ thì đã qua sử dụng nhé. Và nó có những cái phẩy xước lông mèo như thế này. Đó. Một hai cái phẩy phẩy nhẹ thôi. có một chút xước ở trên cái vành benzen xước lông mèo li ở trên cái viền này Đó. như xước này thì tình trạng em đánh giá nó còn khoảng đến tầm 95 phần 95 96 phần trăm nữa không thua kém gì so với những chiếc hàng trưng bày rất đẹp tổng thể của nó như là như vậy Xe mặt đường kính của chiếc này là size 40 và độ dày chỉ có 11,7mm thôi lắc tú lắc từ đây sang đây nó là 47 và trọng lượng của nó nếu như lắp đủ cả các cái mắt thì là 178g theo thông tin của Seiko độ rộng dây ở trên này là 22 và dây khóa là 20 đó, nên nếu như chúng ta cần thay dây ra thì các bác có thể dùng dây 220 cho chiếc này. Mặt tay hồ của nó là mô phỏng cái rừng cây bạch dương. Đó, do vậy là nó sẽ có tên gọi là Sitakapa. Và các bác có thể thấy được là nó sẽ có cái màu xám bạc như thế này. Đó, 12 bộ cọc số đính nổi Một bộ kim lưỡi kiếm nhưng mà kim giờ nó là kim cắt cụt kim dây màu xanh Ở trên góc 12 giờ thì sẽ là logo của Grand Seiko 3 giờ là lịch ngày với nền đen, nền trắng chữ đen Ở dưới 6 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ 2 bit 36.000 và 80 giờ thích cót này Japan kèm tên bộ máy 9SA5 Cái này sử dụng bộ máy đời mới nhất của Grand Seiko ở thời điểm hiện tại và được coi là bộ máy khủng nhất của Grand Seiko Máy 9SA5 Bên đông chúng ta sẽ có Cái núm trình giờ có logo của Grand Seiko còn ở đây là mặt sau Mặt sau thì sẽ có các cái thông số cơ bản Thân thép không dị này Made in Japan Nên nó sẽ làm ở đây nhé Made in Japan này Và máy thì nó sẽ là máy 9S A5 Chống nước 100m Còn cái series thì em sẽ che đi nhé Bộ máy này thì sẽ có tổng tất cả là 47 chân kính 28.800 tần số dao động Và 80 giờ thì có tối đa Đó, Các bạn có thể thấy được giờ thì có mà độ mỏng thì nó lại giảm đi chỉ có 11,7mm thôi Grand Seiko nó họ thiết kế ra bộ máy này rất là khủng mặt kính được trang bị hoàn toàn là kính sapphire nguyên khối và nó làm dạng grass box kính nó cao hơn cái viên bezel khá nhiều kính hộp tạo nên cái chiều sâu ở cái mặt đầu này thân thép không dỉ hoàn thiện phay xước và khóa thì sẽ có logo của Grand Seco. Em sẽ ướm thử chiếc này ở trên cổ tay 17. Dây hiện đại thì còn đủ cho tay khoảng 17.5. Trong hộp vẫn còn đầy đủ mắt thừa. Thoải mái cho tay 20. Đó. một chiếc rất đẹp của Gran Seiko Chiếc này có mức giá hiện tại là đang tốt nhất đối với những chiếc đã từng về. Chỉ có 125 triệu cho chiếc Gran Seiko siêu lướt này. Các bác có thể đặt hàng trực tiếp chiếc này tại website đồng hồ quang lâm.com hoặc là có thể liên hệ đến bên em theo các cái thông tin địa chỉ ở dưới mô tả của video. Có số 0834 hoặc là có thể liên hệ đến số 0915 559 883. Ngoài ra nếu như ở gần thì chúng ta có thể qua trực tiếp cửa hàng tại 23 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội để thử trên tay mẫu đồng hồ này. Và đồng hồ Quang Lâm nói thật giá thấp trên video như thế nào? Các bác nhận hàng đúng như vậy. Bên em xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.